Đây các bác. Các bác có biết quả này là quả gì không ạ? Đây ạ. Nhiều bác sẽ lầm tưởng cái quả này là quả của cây sung hoặc là cây vả. Nó khá giống đấy. Thực chất cái quả này là quả của cây sộp các nhé. Cây sộp hoặc là có tên khác là cây vẩy ốc. Đấy. Có người gọi là châu cổ. Cũng có người gọi là vương bất lưu hành. Có khá nhiều tên gọi. Và cây này trong tự nhiên thì nó cũng có nhiều dạng khác nhau. Có cây thì nó mọc trên những cái tảng đá. Có cây thì nó lại mọc trên những cái cây cổ thụ hoặc là những cái cây lớn ở trong rừng. Có loại thì nó mọc trên những cái cây có độc tố. Và tất nhiên có những loại thì dùng được khi mà nó mọc trên những cây không có độc tố. Cái quả này thì là được dùng trong những trường hợp chị em phụ nữ bị giảm ham muốn, phụ nữ sau sinh bị mất sữa, và đặc biệt đó là nam giới bị giảm cái khả năng, Đây là một trong những vị thuốc mà nhiều vị lương y tin dùng để điều trị chứng di tinh, mộng tinh, rồi xuất tinh sớm ở nam giới. Đấy, Quân sẽ chỉ cho bác một số lưu ý khi sử dụng quả này. Cái lưu ý đầu tiên đó là khi chúng ta muốn sử dụng quả sộp này thì tốt nhất là chúng ta tự tay chúng ta hái được cái quả này trong tự nhiên. Bởi vì nếu chúng ta nhờ người khác hái hoặc là mua ở nơi khác ấy, thì rất có thể người ta sẽ lên những cây mà nó có độc tố để người ta thu hái cái quả này. Đấy là cái lưu ý đầu tiên, là khi sử dụng, khi thu hái là bác tự tay thu hái hoặc chúng ta phải nhờ người tin cậy thu hái. Cái lưu ý thứ hai đó là trong cái quả này khi chúng ta hái xong ấy, nó có rất là nhiều nhựa. Có thể là các bác để cái quả này khoảng 2 đến 3 hôm thì nó vẫn xanh và bên trong nó còn rất là nhiều nhựa. Khi chúng ta thái thì cái nhựa đó nó sẽ dính vào dụng cụ và nó sẽ giảm cái dược tính của cái quả này. Đấy. Do vậy là khi chúng ta thu hái quả này về xong là chúng ta phải ngâm với nước sôi trong thời gian từ 20 đến 30 phút. Đấy là lưu ý thứ hai. Thứ ba là khi chúng ta phơi khô. Đấy. Khi chúng ta phơi khô dược liệu và chuẩn bị chúng ta sử dụng thì các bác cần phải chế tùy vào từng trường hợp. Có trường hợp thì chúng ta sử dụng trong trường hợp phụ nữ bị giảm ham muốn, phụ nữ bị liệt âm, có trường hợp đó là phụ nữ sau sinh bị mất sữa, có trường hợp nam giới giảm ham muốn hoặc là di tinh mộng tinh. Tùy vào từng trường hợp mà chúng ta có cái phương pháp chế dược liệu khác nhau. Có thể là chúng ta chế với rượu, có thể là chế với muối, có thể là chế với giấm, hoặc là có thể chế với đồng tiện. Những bác nam giới, nữ giới mà bị hiếm muộn, vô sinh hiếm muộn, rồi những bác bị giảm cái khả năng sinh lý, đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, giảm ham muốn, rồi phụ nữ sau sinh mà bị mất sữa, thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp với Quân. Quân sẽ tư vấn thêm cho các bác, hoặc là Quân cũng có thể là lấy thuốc giúp các bác để các bác có được cái nguồn thuốc, nguồn dược liệu tốt nhất và dược tính cao nhất. Cảm ơn các bác đã luôn đồng hành cùng Thảo Dược.net. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.